Thiện Nghĩa cũng rất là vui trong buổi chiều hôm nay thì một cái duyên rất là đặc biệt. Thiện Nghĩa nghe nói là Huynh Sáo không phải là một trong những nghệ nhân chuyên nghiệp mà đã điêu khắc được tác phẩm như thế này, thì Thiện Nghĩa cảm thấy rất là quý báu và coi như là rất là trân trọng. Thiện Nghĩa rất là xúc động khi mà Huynh Sáo đã làm được một tác phẩm rất là đẹp như thế này, và nó rất là coi như là công phu. Quý vị xem cho kỹ thấy rất là công phu. Và chỉ có những người có tấm lòng vàng, những người có một trái tim nhân ái, có những người biết hy sinh vì đạo, cho nên mới có lời phát nguyện để mà làm nên tác phẩm như thế này, để mà làm một cái công việc là mua chiếc xe cứu thương để giúp cho đồng bào, đồng đạo mình nơi cái vùng mà Thới An này có cái điều kiện để đi lại. Cho nên thì Thiện Nghĩa cũng coi như là về đây thì rất là vui. Và tình cờ được biết là một vị mạnh thường quân đã đồng ý mua hai tác phẩm này với giá là 200 triệu. Nhưng mà Thiện Nghĩa nghĩ rằng với cái công sức mà sư huynh đã làm thì Thiện Nghĩa nghĩ là nó rất là rẻ chứ không có mắc. Ví dụ theo Thiện Nghĩa nghĩ là mỗi tác phẩm thế này là phải từ 200 triệu trở lên cho tới 300 triệu một tác phẩm á, theo Thiện Nghĩa nghĩ á. Cho nên sư huynh dựa vào cái câu giảng của Đức Thầy mà đã điêu khắc nên một tác phẩm mà trong tương lai mình nghĩ sẽ đất nước chúng ta sẽ thịnh vượng, sẽ có rồng bay, có phụng múa, và trên năm non thì rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao báo quý. Sau này sẽ có lầu đài, sẽ có rất nhiều điều báo quý mà Đức Thầy đã nói trước trong sấm giảng. Cho nên thì tác phẩm này nó quý vô giá, theo Thiện Nghĩa thì vô giá. Ai mà nhặt được tác phẩm này, ai mà có được tác phẩm này trong nhà cũng là rất là hạnh phúc. Vâng, lời nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú cùng với sư huynh Thiện Nghĩa, cùng với sư huynh Ngọc Tâm Tầm Chân Lý, quý vị đi đến nhà của chú Sáu Hiền, vì một cái cơ duyên là đi về nhà của anh Ngọc Tâm, sao anh dẫn đâu lọt ra gần nhà chú Sáu Hiền, quý vị. Nên Châu Phú mời sư huynh Thiện Nghĩa và anh Ngọc Tâm đi đến đây để thăm chú Sáu Hiền và được trải nghiệm trên chiếc xuồng đó, quý vị, rất là tuyệt vời. Qua đây thì Châu Phú cũng có ngồi chung với các chú, các anh ở gần nhà của chú Sáu Hiền nè. Thì khi mà Châu Phú nói là có Mạnh Thường Quân đồng ý mua cái hai cái tác phẩm của chú Sáu Hiền á, để giúp cho chú Sáu mua được chiếc xe cấp cứu, thì các cô chú rất là mừng và các anh rất mừng, quý vị. Thì qua đây thì nhờ sư huynh Thiện Nghĩa có cái đôi lời nào không sư huynh? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thiện Nghĩa rất là vui được trở về trong cái vùng đồng bằng sông nước. Thiện Nghĩa rất là vui trong buổi chiều hôm nay được chú Sáu Hiền chở lên chiếc xe bồng bềnh trở về Ô Môn, Thới An. Nơi đây có rất nhiều kỷ niệm mà Thiện Nghĩa từ xưa cũng đã từng về đây. Hôm nay một cái ngày rất là ấm áp, được Châu Phú cũng như anh Ngọc Tâm dẫn về một cái thăm anh Sáu Hiền, và có hai tác phẩm rất là đặc biệt do anh điêu khắc. Đây là một cái công trình mà điêu khắc rất là độc đáo và coi như là công phu lắm quý vị. Tại vì mình nghĩ là anh Sáu Hiền không phải là người chuyên về điêu khắc, nhưng mà do cái tâm thành của anh, nhưng mà khi tác phẩm đã thành hình rồi thì quý vị thấy nó rất là đặc biệt. Cho nên thì với tâm nguyện thì anh muốn bán tác phẩm này để mà lấy tiền mình mua chiếc xe cứu thương cho bà con ở miền quê. Cho nên cũng rất là vui được Mạnh Thường Quân đã mua một cái hai tác phẩm này với giá 200 triệu. Thì Nghĩa thấy là thật sự rất là xứng đáng quý vị, tác phẩm rất là rẻ. Cho nên tuy vậy nhưng mà cũng chưa đủ tiền để mua chiếc xe quý vị. Cho nên thì Nghĩa qua chương trình này thì cũng rất là mong khi quý vị nghe được tin này thì cũng nên ủng hộ tiếp tục cho chú Sáu được làm cái ước nguyện của mình, để có một chiếc xe cứu thương cho tất cả quý vị ở miền Tây Ô Môn sông nước này. Thì Nghĩa rất là hoan hỷ, và đặc biệt buổi chiều hôm nay thì Nghĩa cũng được ngồi gần với chú bác, quý anh chị ở Thới An Ô Môn để mà lắng nghe tâm sự của mấy chú như thế nào, những cái ước muốn của mấy chú như thế nào về chiếc xe cứu thương sắp tới á. Vâng, thì kính thưa quý vị, Châu Phú cũng xin thông báo với toàn thể quý vị, một vị Mạnh Thường Quân ở Sài Gòn, quý vị, đã không cần đi xuống đây mà điện thẳng cho Châu Phú, nói em mới ra 20 phút là anh đã xem rồi.
thì anh không cần xem cái bộ đó ra sao, vì cái tâm nguyện của anh muốn mua một chiếc xe cấp cứu quý vị, nhưng mà anh chưa có cái điều kiện để mà anh mua. Thì nay anh sẽ giúp cho chú được thành cái tâm nguyện của chú trước, sau đó sẽ tới anh quý vị. Rất là cảm động thì Châu Phú mới ngỏ lời á, cái tâm của anh quá cao cả thì Châu Phú sẽ chích tiền ra của Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho anh đi xe về tới trên Sài Gòn quý vị. Nếu mà quý vị thấy có ý nghĩa thì comment cho Châu Phú để Châu Phú làm cái động lực á, để mình sẽ làm những cái chuyện mà ý nghĩa như vậy tốt hơn quý vị. Qua đây thì Châu Phú cũng xin thông báo cái thông báo thứ hai là chị Thủy Châu bên Mỹ quý vị, và chú Châu Văn Thạnh sẽ tặng cho 20 triệu cho chú Sáu Hiền để có thể mua chiếc xe quý vị, góp một phần nào đó. Thì qua đây thì Châu Phú mời quý vị và các bạn hãy hỏi thăm ý kiến của cô chú ở đây, xem có cái cảm giác như thế nào khi bán được hai tác phẩm này nha quý vị. Dạ. Dạ con chào chú. Thì như hôm bữa thì con cũng đi đến nhà của chú Sáu, thì cũng có chú ở đây đó. Và khi mà chú nhận được cái tin là có một Mạnh Thường Quân muốn hỗ trợ để mua hai cái tác phẩm này để giúp cho chú Sáu được thành cái tâm nguyện và bà con ở đây chú, thì chú có cảm giác như thế nào chú? Thì ở đây nào nó nghe cũng ấu lắm, mà hôm nay nghe được gì thì cứ mừng. Dạ. Yeah. Mừng sung sướng để cái app thôi này có được một chiếc xe cứu. Dạ 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 dạ, rất là mừng ha chú. Dạ mô Phật. Vì ở đây mỗi khi mà bà con bệnh nhiều là không có xe cứu thương, khó ha. Dạ dạ dạ. Dạ con cảm ơn chú nha. Dạ thì vâng, kính thưa quý vị, thì nói tiếp sau đây thì một chú đã cảm nhận về được chiếc xe cứu thương, thì qua đây thì cũng nhờ anh chia sẻ thì cảm giác của anh như thế nào anh? Nếu mà ấp này có được xe cứu thương vậy là quá vui mừng rồi, chứ cũng đồng thời cũng cảm ơn mấy anh mấy chú ở đây. Dạ. Cũng tiếp giúp được chú Sáu Hiền cái phần đó để mình mua chiếc xe để mình phục vụ cho bà con ở xóm này. Vậy ha. Heo cái gì ha. Dạ. Dạ. Như anh nhìn thấy thường thường bà con ở đây mà bị bệnh không có xe, anh thấy sao đi khám khó khăn lắm không? Cũng khó khăn lắm. Hỏi mình nói chung là thấy các cái tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long mình có rất nhiều xe cứu thương, thì mình nghĩ chắc ôm ôm này cũng là một xí đạo, cho nên mình nghĩ chắc khó rồi. Dạ. Cũng không có để ý, nhưng mà hôm nay hơi bất ngờ, buổi chiều hôm nay thì bất ngờ nghe cái em nó thông báo như vậy đó, thì cũng rất là vui khi tác phẩm của chú được nhiều người chú ý. Và khi mình nghĩ là khi bán tác phẩm này xong thì mình nghĩ sẽ còn người khác sẽ tiếp tục ủng hộ. Thì qua đây thì Nghĩa cũng rất là vui khi được lắng nghe tất cả quý chú, quý anh ở đây để có một cái tâm sự muốn khao khát có được chiếc xe để mà giúp cho cộng đồng mình, đồng bào mình có một phương tiện đi lại. Thì đây là một cái điều rất là hạnh phúc. Thì Nghĩa cũng cảm thấy rất là sung sướng. Và nhân đây thì Nghĩa cũng xin tri ân, cảm ơn tất cả quý vị đã có tấm lòng mà nghĩ đến cái tác phẩm này. Và rất là mong quý vị ủng hộ cho chú Sáu Hiền cũng như đồng đạo ở đây có một chiếc xe nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Qua đây thì Châu Phú cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú bác ở đây đã chia sẻ những cái niềm vui của mình khi sắp nhận được một cái khoản tiền để có thể mua một chiếc xe để giúp đỡ cho bà con nơi đây. Thì Châu Phú cũng xin kính chào và tạm biệt quý vị tại đây, và không quên chúc toàn thể quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Dạ. Dạ. Hồi nãy không chịu nói đó. À, đúng rồi. Đây, đây. Đây. Để người ta biết được cái mình thiếu thốn, người ta ủng hộ. Vâng, kính thưa quý vị, thì qua đây thì Châu Phú cũng chân thành cảm ơn các chú và các anh ở đây. Thì Châu Phú cũng mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng anh Thiện Nghĩa và anh Ngọc Tâm đi vào để tham quan hai cái tác phẩm này như thế nào nha quý vị. Dạ. Dạ mô Phật. Chơi không? Dạ. Dạ. Mô Phật. Đây quý vị, thì đây là nhà của chú Sáu Hiền quý vị. Dạ, Nghĩa mà. Dạ.
Dạ. Vậy hả? Thằng đẹp tôi gặp ông Hoài á. Dạ. Ô Phật. Dạ, xin chào sư huynh. Dạ đi thăm đồng đạo mình dùng sông nước. Dạ. Dạ sư huynh. Dạ. Mừng quá. Nãy giờ hãy có ông ngoài đây vui quá. Dạ bởi vậy. À, sao chú bây giờ sẵn phỏng vấn luôn đi chú biết là hai cái tác phẩm của chú Sáu Hiền á sắp dạ. sửa được bán thành công à. Và để hỗ trợ một phần tiền nào đó để mua chiếc xe cấp cứu cho bà con nơi đây nè chú à. Cảm nhận của chú như thế nào chú? Cái này từ lâu rồi tôi cũng ao ước dạ. cái địa phương cái khu vực cấp thế lệ này được cái chiếc xe dạ. nhưng mà tôi thì cũng không có khả năng mà đang đơn độc mua một mình dạ. nhưng mà khi nào mà được mọi người hỗ trợ cộng đồng không trợ hỗ trợ đó dạ. như mấy anh em này nè hỗ trợ mình mà mình có số tiền được chiếc xe đó thì dạ. khi nào mua tôi hứa trong khả năng của tôi sẽ hỗ trợ tiếp dạ ơn Phật xin chào dạ. 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 Hay quá dạ. Hay quá câu nói rất là tuyệt vời theo Thiện Nghĩa nghĩ thì dạ. đây là cái nhịp cầu mà chú Sáu mở hàng mình nghĩ chắc sẽ đắt lắm đó quý vị Thiện Nghĩa nghĩ rằng sư huynh mà ủng hộ rồi sẽ có rất nhiều người bắt chước theo ủng hộ cái này là mình nói theo cái chí đức tiền nhân là phục vụ cho chúng sanh là cúng dường chư Phật dạ mô Phật hay quá hay quá thì qua đây con xin mời chú đồng hành cùng sư huynh Thiện Nghĩa vào tham quan hai tác phẩm này được không chú dạ cũng được nhưng mà dạ, tôi thì có xem hàng ngày dạ có gặp Thiện Nghĩa không dạ có gặp ở trên YouTube hàng đêm dạ mô Phật vui quá cái là anh Tư ở trên núi đó dạ dạ, dạ. dạ. Có nghe dạ. chuyện bên thầy phải không có nghe nhiều lắm vậy hả ồ vui quá tại vì chú vui tánh quá thành ra dạ. con với sư huynh cũng rất là thích thì dạ. xin mời chú vào dạ. trong hai tác phẩm này để quay cho bà con biết và chiêm ngưỡng nha chú à, vui vui dạ. nó cười cười mà dạ. thăm sâu lý diệu dần người khó mua dạ dạ mong kính thưa vị thì đây là bộ bàn ghế 12 con giáp của chú Sáu Hiền đã hoàn thành trong vòng mấy tháng chú Sáu? Tác phẩm này 4 tháng chứ tác phẩm này là trong vòng 4 tháng hai tháng, hai tác phẩm, một tác phẩm là 2 tháng. Một tác phẩm này là 2 tháng ha. Dạ. Thì kính thưa quý vị, một tác phẩm này là 2 tháng quý vị, hai tác phẩm là 4 tháng. Thì qua đây thì sư huynh Thiện Nghĩa có cảm nhận như thế nào hai cái tác phẩm này sư huynh? Dạ, mô Phật. Lời nói đầu tiên cho phép Thiện Nghĩa thay mặt nhóm thực hiện chương trình xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý vị đồng đạo xa gần đã có sự quan tâm đến hai tác phẩm rất là đặc biệt của huynh Sáu Hiền. Thì Thiện Nghĩa cũng rất là vui trong buổi chiều hôm nay thì một cái duyên rất là đặc biệt. Thiện Nghĩa nghe nói là huynh Sáu không phải là một trong những nghệ nhân chuyên nghiệp mà đã điêu khắc được tác phẩm như thế này thì Thiện Nghĩa cảm thấy rất là quý báu và coi như là rất là trân trọng. Thiện Nghĩa rất là xúc động khi mà huynh Sáu đã làm được một tác phẩm rất là đẹp như thế này và nó rất là coi như là công phu. Quý vị xem cho kỹ thấy rất là công phu và chỉ có những người có tấm lòng vàng, những người có một trái tim nhân ái, có những người biết hy sinh vì đạo cho nên mới có lời phát nguyện để mà làm nên tác phẩm như thế này, để mà làm một cái công việc là mua chiếc xe cứu thương để giúp cho đồng bào đồng đạo mình nơi cái vùng mà Thới An này có cái điều kiện để đi lại. Cho nên thì Thiện Nghĩa cũng coi như là về đây thì rất là vui và tình cờ được biết là một vị thường mạnh thường quân đã đồng ý mua hai tác phẩm này với giá là 200 triệu. Nhưng mà Thiện Nghĩa nghĩ rằng với cái công sức mà sư huynh đã làm thì Thiện Nghĩa nghĩ là nó rất là rẻ chứ không có mắc. Theo Thiện Nghĩa nghĩ là mỗi tác phẩm thế này là phải từ 200 triệu trở lên cho tới 300 triệu một tác phẩm á, theo Thiện Nghĩa nghĩ á. Tại vì rất là công phu quý vị. Trong đó thì mình nghĩ chắc huynh Sáu đã gửi gắm tâm sự ở đây rất là nhiều và những cái mong ước của sư huynh. Cho nên nhân đây thì Thiện Nghĩa muốn hỏi sư huynh đã kể lại cho đồng đạo quý vị khán giả nghe những cái nguyện vọng của huynh như thế nào mà làm được tác phẩm đẹp thế này. Lời nói đầu tiên tôi cũng xin thay mặt cho bà con cũng như chư đồng đạo ở địa phương kính chúc Thiện Nghĩa và chú Châu Phú và Tâm cũng như anh Mười và anh Hùng được nhiều sức khỏe cũng như dạng chư lành luôn luôn được sống trong ánh từ quang của Đức Tôn Sư kính mến. Cũng do tâm nguyện của bà con cũng như chị đồng đạo đã trắc trở, trăn trở 3-4 năm nay không thực hiện được cái ước mơ sắm xe cứu thương đó.
Từ do đó mình cũng lực bất tòng tâm, cũng không có gì để số tiền quá lớn anh Thiên Nghĩa. Dạ. Rồi mình mới có, mình thấy một cái ý nguyện, mình muốn thấy gốc cây thằng cháu nó bán, rồi mua về mình tìm tòi coi trên mạng, hy vọng đi thôi, nhưng mà không biết được hay không. Bởi vì mình ráng hy vọng là thực hiện được cái chuyện giúp xã hội đó. Dạ, cái hoài bão của mình. Dạ, hoài bão thì ra nắng nốt làm khoảng 2 tháng mới xong cái tác phẩm kia đó. Dạ. Cái gì rồi mình thấy cũng đam mê. Dạ. Từ đó mua thêm một cái gốc này nữa, là về làm 2 tháng là 4 tháng. Dạ. Coi như cái ước nguyện để mà giúp đỡ bà con, để phục vụ những khi hoàn cảnh khó khăn đau ốm đó. Dạ. Dạ. Thì nếu mà bà con nào mà quan tâm đến cái chương trình hôm nay để giúp đỡ và chung tay, thì tôi cũng thay mặt bà con địa phương cũng như anh chị em đồng đạo là hoan nghênh tinh thần của anh chị em, của bác gần xa. Dạ. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi cái chương trình hôm nay. Dạ, mô Phật. À, Vinh có ý tưởng như thế nào mà từ một cái gốc cây mà Vinh làm ra 12 con giáp thế này rất là đặc biệt, thì nghĩa nghĩ là đây là một sự sáng tạo, một cái sự phải nói là tinh tế lắm, rất là tinh tế. Thì Nghĩa nghĩ đây là một phải là một cái nghệ nhân rất là chuyên nghiệp mới làm được thế này đó. Thật sự thì Nghĩa nghĩ vậy. Rất là sáng tạo và rất là đẹp và rất là ấn tượng. Coi như thì Nghĩa lần đầu tiên được xem tác phẩm này đó quý vị. Nhưng mà con được biết là chú có cầu nguyện với thầy tổ nguyện để mua xe cứu thương với chú chia sẻ đó chú. Nói chung thì mình cũng nhờ khí gia hộ của thầy tổ với ân trên để giúp đỡ cho mình, cho hồi nào giờ là không có biết làm này, không có khả năng nào làm được. Nhưng mà từ đó mình suy nghĩ, mình học trên mạng đó. Hay quá, cái nghiên cứu mình đặt để mình chưng tự làm, nhưng mà nhờ gia hộ của thầy tổ. Dạ, chắc lòng giúp cho mình thôi, chứ mình không có tài nào làm được, không hy vọng mà khi nào tôi làm được tác phẩm này. Dạ, không ngờ tác phẩm này theo thì nghĩ là vô giá quá về, chứ không có giá. Dạ, nè gắn nè, gắn cũng bị gan như gắn luôn nè. Hay quá, đẹp quá quý vị ơi, gắn rồng quá tuyệt vời. Tí sữa dần mèo á. Đúng rồi. Anh biết con si tư cũng nhiều lắm, nằm chăn trở để mình đặt những vị trí đó anh. Dạ. Dạ. Nó cũng khó lắm. Hay quá. Cái này là đúng là nhân viên. Nằm đúng theo luôn rồi, đúng vị trí luôn ha. Đúng rồi, đúng rồi. Vì cái gốc hay cái rễ nhỏ là thành ra. Rễ nhỏ không giống ha. Giống một, nhưng mà nó cũng đủ 12 cái giáp á. Dạ. Hay quá, tác phẩm rất là hay. Chút xíu nữa mình sẽ qua xem tác phẩm bên kia nghe. Dạ. Dạ. Cái rễ đó anh. Mình là làm theo cái dáng cái rễ. Hay quá, sao ý tưởng đâu hay quá ta. Ý tưởng lạ quá chứ. Mà ông mời ở đây chiếc xe mà dự kiến là mua bao nhiêu ha ông mời? Chiếc xe dự kiến là xe cứu thương bao nhiêu tiền? Dạ, cái xe thì ở đây có chiếc xe của bên dưới này đồng đạo, thì vừa rồi là người ta mua xe mới đó anh. Dạ. Của hãng Honda là nó 750 triệu. À, 750 triệu. Ở đây thì anh em chắc không dám mơ tới, bởi vì cái khả năng mà không có. Dạ. Vừa rồi thì ở trên Hảo Hòa Tự đó cũng liên hệ, người ta hứa cho ở đây mình 200 triệu, nhưng mà đặc biệt phải mua chiếc xe Hyundai 750 triệu. Dạ. Nếu mà mua xe khác thì cô bác người ta không giúp đỡ. Dạ. Giúp đỡ là ngay cái chiếc xe đó thôi, bị ta muốn giúp cho mình là có chiếc xe chất lượng. Dạ. Nhưng mà ở đây có khi nào thực hiện được mà xin được cô bác mà dưới bán cái gốc này được, nếu khoảng 600 triệu mình mới liên hệ kia. Ừ. Xin là vừa gói ghém là khoảng 800. 800, như vậy là nếu chiếc xe này mình bán được có 200. Dạ, 200 thì bên kia có thể giúp mình 200 nữa là 400. 400. Như vậy là còn thiếu 400. 400. À, sao Vinh không có liên hệ với anh Đức Thành á? Anh Đức Thành cũng hay cho xe đó. Cái gốc này mình chưa có thể nào ai có chung tay lo giùm thằng ra, mình chưa có, không dám. Tại vì chú chưa có dám, không dám. Chú có khi nào mà không có bán được cái gốc này rồi chú mới dám nhận tiền. Chú nói với em vậy đó. Không có ý mình nói là ngoài cái khi mình được kết quả đó rồi á, thì mình kêu gọi thêm và kêu gọi anh Đức Thành á. Anh cũng hay giúp cho người ta xe đó. Thì cũng chưa biết, ví dụ có gì có nhân viên thì nhờ anh ha. Những cái cô bác nào có chung tay thì mình rất cảm ơn, để mọi người chúng ta ăn chân để mình thực hiện được. Đúng rồi, Thiện Nghĩa cũng nghĩ vậy. Bây giờ qua chương trình Thiện Nghĩa cũng hy vọng rằng các bạn, các quý vị là khán giả đồng đạo gần xa, mà khi biết thông tin này thì mình nghĩ là nên đồng lòng với mỗi người một ít, gom lại nhiều người trong cái kinh sấm, trong những cái vị tiền bối có dạy là một người việc lớn không xong, nhiều tay hợp lại sẽ làm thì nên. Cho nên Thiện Nghĩa hy vọng rằng tất cả chúng ta mỗi người một ít gom vào đây, thì Thiện Nghĩa nghĩ rằng sẽ được chiếc xe sẽ phục vụ cho tất cả bà con khi gặp khó khăn ở vùng Thới An Ô Môn này. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì qua đây mời sư huynh Thiện Nghĩa và chú Sáu và hai chú có thể xem cái tác phẩm thứ hai cũng hấp dẫn lắm sư huynh. Dạ. Vậy đi ha. Dạ. 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 Dạ.
Rồi bây giờ mời quý vị qua xem tác phẩm này mới đặt độc chiêu nữa nè, nhìn thấy lạ quá. Bởi vì lạ lắm nha. Không biết cái gì bên đây, đây mời quý vị đi nghe. Đâu rồi, thấy bố. Đây nè, cái mình quay tròn được đó anh Thiện Nghĩa. Trời ơi, đẹp được. Quá. Nhưng mà là tôi không có đổ nước, có nước suối trong này nè, mà không có đổ nên giờ quên, đổ thùng nước vô con. Cái này chắc Thiện Nghĩa. Dạ. Thôi lạ quá. Linh anh. Trên năm non rồng hũ cốt tươi. Hay quá ông Mười ha. Lạ quá. Tứ Linh là truyền thuyết Tây Du Ký. Thiết nghĩ như vậy vì như sáu á thì có tấm lòng phục vụ cho xã hội. Yeah. Như mà Đức Thầy đã nói á, bằng mọi biện pháp đem cái phúc lợi cho toàn thể chúng sanh đó là yeah. Mà đây là cái thực hành thực tế nè. Yeah. Thực hành thực tế được tấm lòng quý rồi quá đem lại cái phúc lợi cho mọi người. Dạ yeah, quý quá mọi người thì chắc chắn là phải thành công. Dạ yeah, yeah. Phật người quý quá mà ông Mười lại cũng có là người đầu tiên để phát tâm để góp phần vào đây thì Thiện Nghĩa nghĩ rằng sẽ có nhiều người nhờ cái quay đức này của thầy tổ vận chuyển để cho mọi người cùng góp phần tiếp theo sau Mười. Thiện Nghĩa cũng rất là hy vọng chuyện đó. Và kính giới thiệu đến quý vị tác phẩm này phải nói là còn đặc biệt hơn nữa quý vị ơi. Nếu mà Thiện Nghĩa mà làm được tác phẩm này đối với quý vị bán nhiêu không? Thiện Nghĩa sẽ bán ít nhất là 1 tỷ. Thật sự mà nói luôn á, tác phẩm nó quá độc chiêu mà có một cái sự sáng tạo rất là lạ. Nè quý vị thấy không, con rồng nó sẽ lượn được nè quý vị. Đó, đây là con rồng, quý vị sẽ thấy không? Đó, đây. Nè sư huynh Thiện Nghĩa, giải giùm em cái câu này sư huynh. Câu gì đây? Dạ. À, trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao báo quý. Ồ, câu này hay quá của đây là Châu Ngọc Đức Thầy. Cái này là đây của là Đức Thầy. Chân cho vùng bảy núi này nha quý vị. Đó ở trên. Ồ, đây là những ngọn núi hùng vĩ của đại diện cho vùng bảy núi của An Giang mình đó quý vị. À. Thì em nhờ sư huynh giải câu này luôn sư huynh. Thì quý vị biết rằng Đức Thầy nó nói là vùng bảy núi mình sau này cũng là cái nơi thánh địa, coi như là có nhiều điều kỳ bí xảy ra cho nhờ cái công đức tu tập của rất nhiều người mà xưa nay thì các cái vị tiền bối cũng đã từng lâm phàm trở về đất nước Việt Nam mình ở miền Tây thân yêu. Thì đây là một tác phẩm mà sư huynh Sáu Hiền nghĩ rằng sau này sẽ có nhiều điều rất là tốt đẹp cho cái vùng bảy núi An Giang của chúng ta. Yeah. Cho nên sư huynh dựa vào cái câu giảng của Đức Thầy mà đã điêu khắc nên một tác phẩm mà trong tương lai mình nghĩ sẽ đất nước chúng ta sẽ thịnh vượng, sẽ có rồng bay, có phụng múa, và trên năm non thì rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao báo quý. Sau này sẽ có lầu đài, sẽ có rất nhiều điều báo quý mà Đức Thầy đã nói trước trong sấm giảng. Cho nên thì tác phẩm này nó quý vô giá, theo Thiện Nghĩa thì vô giá. Ai mà nhặt được tác phẩm này, ai mà có được tác phẩm này trong nhà cũng là rất là hạnh phúc. Rất là sung sướng khi mà rước tác phẩm này về nhà. Theo sư huynh đó, sư huynh thấy thích cái này dữ không? Thiện Nghĩa thì thích quá rồi chứ, hai tác phẩm đều có giá trị khác nhau và tác phẩm này lại càng có một sự sáng tạo là long rân quy phụng sẽ lượn bay trên vùng bảy núi. Bởi vậy. Rất là tuyệt vời. Nếu quý vị chúng ta bình tâm mà suy nghĩ thì đây là một tác phẩm rất kinh điển và núi non hùng vĩ và rồng bay phụng múa để nói lên cái câu nói của Đức Thầy là trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao báo quý. Vỗ tay nha quý vị ơi. Dạ có tài du ký trong đây nữa ha. Nó luôn mẹ của cô nè. Phương quý báo nè. À. Quy nè. Đây là quy phải không? Lúc tam tạng Tây Phương quý báo nè. À, lúc tam tạng Tây Phương quyết đáo. Bị loài yêu làm bạo lắm phen phải không? Đức từ bi phải lộ trắng đen, loài âm tự cũng đi đến chốn. Thì đây là tác phẩm mà có Đường Tăng nè quý vị, Tề Thiên, rồi có Chư Bát Giới, có Đường Tăng, rồi có Sa Tăng nữa. Trên đường đi thỉnh kinh, đây là cái sự sáng tạo quá đặc biệt rồi. Cái này là ngoài sức tưởng tượng của Thiện Nghĩa rồi đó. Cái này ngang mà bà là quá rồi. Nó cái vật chất nhưng mà nó ảnh hưởng về cái tâm linh. Dạ. Quan trọng là thương tâm linh. Không mà. Sông Cửu Long. Sông Cửu Long ha. Sông Cửu Long trong đây nè. Giống anh Hùng Giang Bốn Bể. À. Đây quay qua sông Cửu Long cho sư huynh Thiện Nghĩa xem cái sư. Ờ, khí thiên liêng sông núi nhiễm màu. Nung ung đúc giống anh hùng Giang Bốn Bể. Đây là lời Châu Ngọc của Đức Thầy mà được sư huynh rất là chân thành gửi gắm trong tác phẩm này. Thì mình hy vọng rằng quý vị sẽ được cái lọc rất là lớn
khi mà nhận tác phẩm này về nhà. Nhưng mà có điều thì Nghĩa tiếc quá, hãy sớm sớm thì Nghĩa chắc mua 1 tỷ quá. Không, đừng có vội đem điện chảnh kêu để cho sư huynh thì Nghĩa 1 tỷ đi. Nói vậy chứ thôi, cái tấm lòng ai có lọc thì người đó hưởng. Cái lọc của ân trên cho thì người đó hưởng. Không, nói vậy chứ này nhân viên Quynh ơi, cái này nhân viên chở đi lắm, 4 tháng mới làm được 2 tác phẩm. Dạ. Hay quá, phẩm quá lạ. Nói chơi cái này á, cái sư huynh mua này nè là cũng tâm dữ lắm đó, tâm đạo. Quý quá, khi nào mà đưa nhớ cho Thiện Nghĩa gặp cái người này nha, cái người này cũng quá tốt và Thiện Nghĩa cũng rất là quý. Đúng rồi sư huynh. Hay quá. Thì vâng, kính thưa quý vị, qua cái video này nè, sư huynh Thiện Nghĩa đi đến đây rồi và các chú đến đây rồi, thì anh có cái cảm nhận gì sư huynh? Nam mô A Di Đà Phật. Nói chung là Thiện Nghĩa thì cảm nhận là rất là sung sướng, rất là hạnh phúc khi mà được trở về thăm đồng đạo trong buổi tối hôm nay, và được hay tin là có một mạnh thường quân đã đồng ý để mà mua tác phẩm này. Thì đây là Thiện Nghĩa nghĩ rằng với tấm lòng thành của quý vị ở đây, tất cả quý vị đều có một cái chung một ý tưởng, một sự thành khẩn cầu nguyện Đức Thầy, cho nên là Ngài chắc cũng đã vận chuyển mà cho chúng ta sẽ được chiếc xe cứu thương. Cho nên thì Thiện Nghĩa rất là vui và gặp lại quý vị đồng đạo và được gặp lại hai tác phẩm mà gọi là rất là đặc sắc, mà ai đã có duyên mà thỉnh được hai tác phẩm này cũng rất là nhiều cái lộc sẽ đến trong gia đình. Và Thiện Nghĩa cảm thấy là rất là vui, mong rằng tất cả quý vị đồng đạo, quý vị khán giả gần xa khi mà biết được cái thông tin mà quý vị đã có tấm lòng để ước mong mua được chiếc xe, nhưng mà hiện nay thì cũng chưa đủ tiền, cho nên thì Nghĩa mong rằng quý vị sẽ cùng chung tay mỗi người một ít để mình góp phần vào để mình mua được chiếc xe cứu thương, thì đó là điều hạnh phúc nhất. Thì Nghĩa cũng cầu mong cho quý vị được tội nguyện, cầu ơn trên Đức Phật, Đức Thầy cũng luôn gia hộ cho quý vị và được cái chiếc xe cứu thương để phục vụ cho bà con ở Thới An, Ô Môn này. Thì Nghĩa sẽ đồng hành cùng quý vị và sẽ về tiếp tục để mà đón nhận niềm vui. Nam mô A Di Đà Phật, xin kính chào đến tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Qua đây thì con cũng chân thành cảm ơn các chú, các bác đã đồng hành cùng anh em chúng con, và chúc cho các chú các bác có thật nhiều sức khỏe, an vui và sớm mua được chiếc xe để hoàn thành cái tâm nguyện của bà con cô bác ở đây nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chào tay ủng hộ tinh thần của khán giả.